Kính thưa quý vị, bên cạnh một Trung Cộng đang lớn mạnh về vấn đề kinh tế cũng giống như về vấn đề quân sự, thì Hoa Kỳ trong 2 năm qua, vấn đề mà truyền thông họ bàn rất là nhiều về nước Nga. Nước Nga đóng vai trò như thế nào trong cái cuộc bầu cử năm 2016? Và trong tương lai thì nước Nga sẽ ra sao khi mà chúng ta thấy rằng nước Nga vẫn còn đang tìm cách để lấn chiếm Ukraine? Thì thưa ông đại sứ, ông có thể cho biết rằng là cái quan hệ của ông Tổng thống Donald Trump với lại ông Putin hoặc là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga hiện nay thì ông thấy nó như thế nào theo cái nhận định của ông bên cạnh một cái Hoa Kỳ và một Trung Cộng? Trước hết thì chúng ta phải chờ đợi cái cuộc điều tra do công tố viên Mueller có thể sẽ đưa ra trong một thời gian gần đây. Bởi vì chúng ta không biết rõ cái gọi là những cái chi tiết trong cái mối liên hệ giữa ông Trump và Liên bang Nga. Người ta chỉ thấy có một điểm hết sức rõ rệt, ai cũng trông thấy là rất nhiều những cộng sự viên của ông Trump có liên hệ với Liên bang Nga, và ông Putin gọi là bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. 2016-17 đó ra sao thì tới mức nào thì người ta không rõ, nhưng mà theo những cái gọi là những cái kết luận của những cái tổ chức tình báo của Hoa Kỳ thì chắc chắn là có. Tới mức nào và đã đạt được kết quả nào thì không biết. Và cái đó còn phải chờ đợi cái cuộc điều tra của ông Mueller trong những ngày tháng sắp tới. Nhưng mà đến vấn đề đó là một cái vấn đề lớn, sẽ có thể nói rằng thì là có những ảnh hưởng quyết định đến cái 2 năm tới của chính quyền Trump, có hay không có sự can thiệp của Liên bang Nga, có hay không có sự gọi là có thể nói đồng lõa của những người cộng sự của ông Trump với Liên bang Nga thì cái đó chúng ta chưa biết rõ. Nhưng mà đây là một vấn đề mà trong những, tôi chưa nói năm tới, chứ có lẽ trong những tháng tới chúng ta sẽ có ý kiến rõ rệt hơn. Là bởi vì rằng thì là không muộn lắm, chỉ trong độ một vài tháng thì cái cuộc điều tra của ông Mueller bắt buộc phải đi đến cái kết luận và chúng ta sẽ rõ vấn đề nó ra sao. Còn vấn đề bây giờ mà nhìn vào một cách chung chung thì người ta chỉ thấy rằng không hiểu tại sao mà nghĩa là tất cả những cái cộng sự viên của ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm Năm 2016. 2016-17 đó, nghĩa là có liên hệ đặc biệt với Liên bang Nga. Tại sao mà suốt ngày này người khác cộng sự viên này thì gặp ông này, ngày mai người cộng sự viên khác lại gặp một người khác của Nga mà lại không gặp những nước khác, thì người ta phải hỏi đặt vấn đề chứ. Và cái vấn đề đó chỉ có thể cái gọi là cái cuộc điều tra của ông Mueller thì chúng ta mới biết rõ được. Tại những ngày tháng sắp tới có thể là những gọi là những ngày tháng hết sức gay cấn trong cái nội bộ chính trị của Hoa Kỳ. Và cái thế mà của Nga với Tàu, họ liên minh với nhau, họ có những cái cuộc tập trận trong năm qua đó, năm Đến 2018, thì ông nhận định như thế nào? đấy lại là một cái vấn đề lớn đấy, là vì một cách vắn tắt chúng ta nhớ rằng thì năm vào cái thập niên 70 cho tới năm 72 thì ông Nixon với ông Kissinger đi sang tàu gặp Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai để mà kéo Trung Trung Cộng Cộng về phía ra Mỹ. khỏi cái gọi là cái sự liên hệ đối với Nga Xô, bởi vì lúc bây giờ cũng có những cái cuộc xung đột ở biên giới cái miền Siberia giữa Liên bang Nga và Trung Cộng. Thế nhưng mà nói về cái thế đứng của nước Mỹ trong vấn đề liên hệ tay ba đó thì người ta phải thấy rằng thì là cái nước Nga của ông Putin ấy, trong mấy năm vừa qua ấy, ở vào một cái thế rất yếu kém, là một kinh tế không có thể nói rằng thì là gặp khó khăn rất nhiều trong vấn đề kinh tế.
ngoại trừ những cố gắng của ông Putin ở vấn đề Trung Đông ra, thì còn những nơi khác người ta không thấy rằng thì là ông Putin có thể mà đứng ngang hàng với Trung Cộng, với cái sức mạnh đứng về phương diện mà kinh tế và phương diện mà tài chính của Trung Cộng được. Tại nhiên đối thủ của Trung Cộng là nước Mỹ, chứ không phải là Liên bang Nga, bởi vì Liên bang Nga tương đối lúc này ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đứng về phương diện kinh tế. Mà riêng đối với nước Mỹ thì nghĩa là ông Trump có thể là thân thiện với Liên bang Nga, nhưng mà cũng phải cố gắng mà nghĩa là che đậy bớt đi cái sự mà thân thiện đối với ông Putin. Và vì vậy cho thấy rằng thì là trong cái buổi gặp gỡ ở nơi này nơi khác thì ông Trump không có tìm cái cách nói chuyện tay đôi với ông Putin như lúc trước nữa. Yeah. Và cuối cùng thì ông thấy vấn đề Bắc Hàn với Mỹ nó đi về đâu vậy thưa ông? Đây thì chúng ta nhớ rằng thì là ông Trump gặp nhà lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ở Singapore yeah. tháng 6 năm ngoái. Từ những ngày đó cho đến nay, ông Pompeo là ngoại trưởng của Mỹ đã sang Bắc Hàn nhiều lần để mà cố gắng mà tìm một cái thỏa hiệp nào đó để mà có thể ông Trump sẽ gặp Kim Jong-un lại ở một nơi nào đó với một vài cái sự thỏa thuận nào đó. Nhưng mà 6 tháng vừa qua đã không mang lại được một kết quả nào trên cái lĩnh vực ngoại giao đó. Mà trái lại trong cái 2 tuần vừa qua thì người ta lại thấy Bắc Hàn cao giọng lắm, lên tiếng mà chỉ trích những cái biện pháp mà có thể nói trừng phạt mà người ta gọi là sanction của nước Mỹ đối với Bắc Hàn, cho là những cái gọi là những cái biện pháp bảo hành. Và vì vậy cho nên rằng thì là Bắc Hàn đe dọa rằng sẽ lại trở lại cái vấn đề tiếp tục mà nghĩa là sản xuất những vũ khí nguyên tử. Kính thưa quý vị, đó là một cái chương trình phỏng vấn dài và đặc biệt của chúng tôi với lại cựu đại sứ Bùi Diễm. Và trước khi kết thúc thì ông có thể cho biết rằng nếu mà chúng ta có một cái kết luận nào đó cho cái 2 năm làm việc của Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, thì ông có thể cho một cái kết luận rất là cụ thể để mà chúng ta thấy rõ được những cái... cách cụ thể thì như tôi có đã cố gắng trình bày, tôi cố hết sức khách quan mà tránh những cái chuyện mà gọi là thì là người yêu kẻ ghét, chỉ trích hay là lên tiếng ủng hộ. Một cách khách quan thì chúng ta phải thấy rằng thì là tiêu cực cũng có, nhưng mà tích cực cũng có một đôi phần. Thành thử ra khách quan mà nói thì chưa biết là 2 năm tới sẽ ra làm sao, nhưng mà 2 năm tới sẽ hết sức gây cấn, bởi vì những cái vấn đề mà ông Trump sẽ phải đối phó sẽ nổi lên rất nhiều. Mà càng đến ngày năm 2020 là có một cuộc bầu cử tổng thống khác nữa, thì 2 năm sắp tới với cái quá khứ của 2 năm đã qua thì chúng ta thấy có lẽ sẽ còn gây cấn hơn nhiều. Yeah. Là bởi vì Đảng Dân Chủ sẽ giữ cái vai trò gọi là độc đáo ở Hạ viện, mà họ sẽ lợi dụng cái gọi là cái đa số đó để mà nghĩa là chỉ trích và chống đối ông Trump rất nhiều, không những đứng về phương diện nội bộ mà có cả trên phương diện ngoại giao nữa. Yeah. Xin được cảm ơn đại sứ Bùi Diễm rất nhiều. Yeah. Vâng, tôi xin một lần nữa cảm ơn anh Nhân và có lời trân trọng cảm tạ tất cả gọi là những khán thính giả của đài SBTN qua chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn đã theo dõi cái buổi nói chuyện của tôi với anh Nhân. Và một lần nữa xin có lời chúc tụng tất cả các khán thính giả một mùa Giáng sinh và một năm mới an lành. Chúng tôi Võ Thành Nhân xin được kính chúc quý vị có một mùa lễ thật là hạnh phúc bên người thân và gia đình, và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Một lần nữa xin được cảm ơn cựu đại sứ Bùi Diễm. Yeah.